chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch sau một tuần của lễ khởi công đầu năm 2024 ở huyện Nhân Trạch về ba đại lộ đường 25B, 25C và 25E. Thì sau cái con đường 25B và 25E em cập nhật cho quý anh chị và nhà đầu tư, thì hôm nay em lên trên trục đường Nguyễn Hữu Cảnh anh chị. Sau lưng em là trục đường vào sân bay đường 25C. Hôm nay em cập nhật cho anh chị cái tiến độ thi công con đường 25C của huyện Nhân Trạch sau lễ khởi công anh chị nhé. Sau lễ khởi công một tuần em quay lại cập nhật cho quý anh chị và thông tin. Hiện tại thì đã đưa được chiếc xe cúc xuống khu vực này rồi anh chị, và tiến hành thi công trục đường 25C ở huyện Nhân Trạch, kết nối thông tuyến từ đường Hùng Vương của xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đi vào sân bay quốc tế Long Thành anh chị nhé. Và cái trục đường này thì với tổng vốn đầu tư là hơn 1.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư của ba con đường là hơn 2.000 tỷ đồng anh chị. Chủ yếu thì nhằm phục vụ cho vấn đề đền bù là nhiều anh chị nhé. Đối với trục đường 25C này thì trên trục đường 25C này thì người dân đã được đền bù rồi anh chị, và cấp suất tái định cư tại khu tái định cư xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã IPO được 100 suất cho dân rồi anh chị nhé. Người dân đã nhận suất và chỉ điểm luôn anh chị, nhưng mà chưa có ra giấy tờ để giao dịch, còn suất thì cấp cho người dân đã 100 suất rồi. Đây là trục đường Nguyễn Hữu Cảnh anh chị. Đó, xe đang đi anh chị nhé. Xe đang đi. Còn trục đường trực diện là đường 25C vào sân bay. Trong chu kỳ mới này thì huyện Nhân Trạch sẽ đẩy mạnh đầu tư công rất là nhiều, tạo cơ hội, tạo động lực để phát triển cho khu vực, và huyện Nhân Trạch trở thành một huyện thí điểm đầu tiên của tỉnh Đồng Nai về quy hoạch khu vực anh chị. Về quy hoạch khu vực nó theo cái tổng thể, theo cái cấu trúc quy hoạch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương anh chị nhé. Đường xá khu vực là toàn là đại lộ, nay mới phát triển được khu vực mạnh trong tương lai được. Đường nhìn tỉnh Đồng Nai mấy cái đường mà đường cũ, đường Hương Lộ rồi đó, nó bèo bột, nó nhỏ sao á. Còn cái đường đại lộ của huyện Nhân Trạch thì tập trung các cái đại lộ như 25B, 25C, 25D, 25E, rồi đường Trần Phú, đường Vành Đai 3, đường Nguyễn Hữu Cảnh, những đường đại lộ rất là to anh chị nhé. Lộ giới là 53m, 47m, 60m, 80m, 100m. Huyện Nhân Trạch trở thành huyện thí điểm đầu tiên của tỉnh Đồng Nai về tất cả đường đại lộ, cũng như là tập trung tất cả các cái quy hoạch bài bản nhất, đẹp nhất và quy hoạch thành phố mạnh nhất của tỉnh Đồng Nai. Hôm nay em cập nhật cho quý anh chị và nhà đầu tư cái tiến độ thi công, cũng như là bắt đầu một cái chu kỳ, bắt đầu một cái hành trình, bắt đầu một cái dự án mới của huyện Nhân Trạch, đó là xây dựng đường 25C anh chị nhé. Sau lễ khởi công đóng ngay một tuần, gửi tới quý anh chị và nhà đầu tư thông tin nhé. Cảm ơn quý anh chị đã xem trên kênh review bất động sản Nhân Trạch. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngộp ở huyện Nhân Trạch. Link tham gia nhóm mình để dưới phần mô tả. Ký gửi bất động sản ở các xã cánh đồng của huyện Nhân Trạch gồm Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An, Long Tăng, Phú Hội, Phú Thành, Vĩnh Thanh, và các dự án có sổ ở huyện Nhân Trạch như dự án HUD xây dựng Hà Nội, Sunflower, DTA Phước An, Thành Hưng, EcoSun. Anh chị có thể gửi sổ và giá thông qua cái Zalo 0369 862 268. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.